Xin chào các bạn, có mặt trăng mặt trời điểm mộc sao kim cung nhà số 7 thuộc vào cung Bạch Dương. Đây là trải bài dự đoán tháng 5 dành cho các bạn. Với các bạn Bạch Dương thì mình thấy là nó liên quan tới công việc. Thì tháng 5 này của các bạn á, khoảng thời gian qua các bạn đã rất là ổn định trong công việc và có thể là có được một cái thu nhập gọi là cũng khá là dư dả, cũng không tới mức là thiếu thốn. Các bạn cảm thấy đủ với cái số tiền này và hạnh phúc với những cái điều mà mình nhận được trong những cái khoảng thời gian vừa qua. Và hiện tại các bạn đang di chuyển từ từ trên cái chặng đường công việc của mình. Các bạn rất hạnh phúc, rất là trọn vẹn với những gì mình đang có. Và mình thấy là sắp tới đây có thể là bởi vì mình trải cái bài trải trải bài này nó đã hết nửa tháng rồi, cho nên là có lẽ là một số bạn thì đã nhận được cái dự án rồi, còn một số bạn thì chưa. Một cái gì đó mới, không nhất thiết phải là dự án liên quan tới cái lĩnh vực của bạn, cũng có thể là một cái gì đó mới, một con đường mới, một gì đó một nói chung là một cái gì đó mới đến với bạn, nhưng mà bạn rất là sợ. Bạn vẫn còn phân vân lưỡng lự là không biết là nên đưa ra quyết định như thế nào. Với lại bạn bạn ngại cái việc là kiểu bạn sợ cái việc là bị lừa rồi,
mất hết gì gì đó. Có lẽ là trong quá khứ bạn cũng từng bị rồi, cho nên là khi mà gặp lại cái trường hợp này á, bạn rất là sợ. Cái này có thể là công việc hoặc có thể là tình yêu luôn nha. Nếu mà là tình yêu thì khoảng thời gian qua các bạn rất là hạnh phúc với chính bản thân mình khi mà các bạn độc thân và các bạn bị quen với, gọi là bị quen với cái sự độc thân á, khi mà có ai đó đến nó lại tác động đến cái nỗi sợ của bạn là quá khứ bạn từng bị cắm sừng, bạn từng bị người khác ngoại tình hay là sao sao đó. Bạn rất là sợ cái việc mà đón nhận cái tình yêu mới một lần nữa. Có thể là nếu nếu mà về tình yêu nha, thì có thể là cái người mới này họ có những đặc điểm tính cách hành động giống như cái người yêu cũ, và cái điều đó nó làm bạn sợ. Thì lời khuyên cho các bạn nếu về công việc á, thì các bạn hãy thoải mái đón nhận công việc này, đón nhận một cái điều mới đó, và hãy có niềm tin hoàn toàn vào nó và follow theo cái trái tim của bạn, đi theo cái tiếng gọi của trái tim của bạn. Cái sự thông thái của trái tim sẽ dẫn bạn đến với một cái kết quả bất ngờ. Và ở đây có một cái lá tên là đổi gió, tức là thay vì cái việc là cứ ở trong cái vùng an toàn của mình á, thì tại sao các bạn lại không thử một lần bước ra bên ngoài, coi ngoài đó có cái gì. Và ở đây mình cảm thấy là nó sẽ không, cái điều mới này nó sẽ không làm ảnh hưởng gì tiêu cực đến bạn đâu. Nó sẽ rột rửa bạn, nó sẽ thanh tẩy bạn, nó sẽ làm cho bạn xua đi những cái suy nghĩ tiêu cực về những cái vấn đề mới. Còn nếu mà về tình yêu á, thì các bạn được khuyến khích là nên mở lòng ra và hãy tin rằng á, luôn có một người đến với mình, và đầu tiên á, các bạn phải tin chính bản thân mình là mình có giá trị và mình xứng đáng nhận được tình yêu thương. Và sau đó khi mà họ đến á, yêu họ thì hãy có lòng tin với họ. Và thay vì cái việc là các bạn cứ ở trong cái khu vườn, ở trong cái ngôi nhà mà các bạn cho rằng nó rất là an toàn á, thì hãy bước ra bên ngoài đi, đừng tiếp tục ở trong đó nữa. Nó sẽ không giúp bạn được vấn đề gì cả. Hãy bước ra ngoài đón nhận những cơn gió mới, những điều mới sẽ đến với các bạn. Một tình yêu mới, một cái người yêu mới gì hoặc những cái gì đó, những cái cảnh mới bạn được ngắm nhìn. Đây là cái thời điểm thích hợp để bạn bắt đầu một cái dự án mới, bắt đầu một cái project, một cái dự án, một cái kế hoạch mới. Và bạn có khả năng làm cho những đứa trẻ khác cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc á, thì hãy dùng cái khả năng đó của mình nó soi dịu chính đứa trẻ bên trong của bạn. Inside yourself. Hãy nhìn vào bên trong chính bản thân bạn và kiểm tra xem là những cái điều gì làm cho bạn cảm thấy như thế này. Việc gì nó làm cho bạn cảm thấy sợ hãi. Hãy đối mặt với nó, giải quyết nó. Không phải giải quyết nó bằng cách là cầm gươm, cầm kiếm lên đánh lộn với nó mà đôi khi giải quyết cũng có thể là cái sự mà lắng nghe cái nỗi đau đó của mình,
để hiểu cho nó. Và khi đó bạn có tình yêu thương thì giống như việc là bạn gặp một cái người mà ăn xin ở bên ngoài và họ, bạn cảm thấy thương cho họ cho nên là bạn mới cho họ tiền. Thì ở đây á, bản thân bạn á thì nó không cần tiền mà nó cần cái tình yêu thương, cho nên hãy lắng nghe cái câu chuyện của cái nỗi đau đó và hãy cho nó cái tình yêu thương như mà nó mong muốn. Cái thông điệp tiếp theo dành cho bạn đó là cái sự phán xét lên bất kỳ ai đó nó chỉ làm cho nó chỉ tạo lên cái khoảng cách giữa hai người và không ai hạnh phúc cả. Chỉ có tình yêu và sự chấp nhận với một người nào đó, với mọi những người xung quanh đó, thì cái điều đó nó sẽ giúp gắn kết mọi người lại và sẽ giúp cả hai hạnh phúc. Và những cái mối quan hệ của bạn đó, nó sẽ được chuyển đổi một cách kỳ diệu. Thì cái này đó, nó nhắc về cái việc là mình nghĩ cái sự phán xét này của bạn đó, nó không phải là phán xét một người nào đó bên ngoài, mà mình nghĩ là cái sự phán xét đối với chính bản thân các bạn. Có thể là các bạn trách bản thân mình là tại sao mày không được như người ta, mày tại sao mày thiếu cái này, tại sao mày thiếu cái kia. Rồi kiểu đứa trẻ bên trong của bạn nó đã rất là tổn thương rồi mà bạn còn không không lắng nghe nó, không hiểu cho nó, mà thay vào đó bạn còn mắng chửi nó. Cũng giống như việc là ví dụ nha, bạn luôn bị mẹ của mình mắng chửi, và sau này á, khi mà bạn rời gia đình rồi á, mặc dù là bạn chưa có con nhưng mà bạn vẫn sử dụng cái sự mắng chửi đó với con các bạn. Và con đứa con đó là ai? Đứa con đó chính là cái đứa trẻ bên trong các bạn đó. Nó vẫn còn cái nỗi đau khi mà cái người mẹ thực sự, cái người mẹ mà ở cái hình thể 3D này á, la mắng nó đã, nó đã rất là sợ, nó rất là tổn thương rồi, mà các bạn còn không không hiểu cho nó, mà các bạn còn mắng chửi nó nữa. Và cái lúc mà bạn bị ba mẹ mắng chửi á, bạn rất là buồn, bạn rất là đau, bạn rất là tổn thương và bạn rất là ghét điều đó. Có thể là bạn bạn từng nói rằng là mình sẽ không làm như thế với bất kỳ ai đâu, nhưng mà bạn vô thức dùng và nói những cái lời nói đó lên chính bản thân mình, nó rất là đau, nó rất là tổn thương. Và thay vì cái việc đó thì hãy là cái tình yêu thương và sự chấp nhận. Mình không làm được cái việc đó thì hãy chấp nhận điều đó, bởi vì bản thân mình chưa làm được việc đó nhưng mà mình làm được việc khác mà. Mỗi người có một cái tài riêng, không thể nào mà đem người này đi so sánh với người kia được. Mỗi người là một cái bản thể khác nhau, nhưng mà có một điều chung ở giữa tất cả chúng ta, đó là tình yêu thương. Ai cũng có thể cho người khác tình yêu thương, ai cũng có thể cho chính bản thân mình tình yêu thương, chỉ là chúng ta có nhận ra cái điều đó hay không. Ok, cảm ơn các bạn Bạch Dương đã lắng nghe. Các bạn nhớ like và bình luận cho video này. Mình sẽ tổng kết và đưa ra bảng xếp hạng 12 cung vào một tháng nào đó. Còn tháng 6, tháng tiếp theo thì mình sẽ không làm về cái chủ đề 12 cung này nữa. Nhưng mà nếu mình có thời gian và mình rảnh á, thì mình sẽ làm một vài video cho các bạn. Cảm ơn các bạn Bạch Dương.